sao để có 2% tech này. Thì Photoshop thì không nói, hôm nay hướng dẫn mọi người một cách nó đơn giản hơn. Nói chung là đơn giản của đơn giản nữa. Đây nha. Bây giờ mọi người đều có PowerPoint đúng không? Máy mọi người có cái PowerPoint này không? Có đúng không? Rồi, ok. Mọi người chọn một cái ảnh lên đây. Đây là cách căn text nhá. Đây, ok này. Mọi người có thể lấy một hình ảnh bất kỳ. Có thể lấy hình ảnh của khách hàng đi. Ví dụ cái hình ảnh cái con chó này chẳng hạn. Đây, hình ảnh này đi. Đấy thì mọi người có thể dễ dàng khi mọi người mở hình ảnh này lên nhá. Cách nhanh nhất mọi người có thể đẩy vào đây được này. Đây là cái này nó hỗ trợ này. À không, xin lỗi mọi người nhầm. Đẩy cái ảnh vào luôn á. Đây nha mọi người này, mọi người cầm cái ảnh này, mọi người thả vào đây này. Mọi người thấy cái ảnh này chưa? Thì Facebook nó có công cụ kiểm tra text. Đây là công cụ kiểm tra text của nó này. Thì cái này á là mình làm xong thì mình mới đẩy lên đây kiểm tra được thì rất là mất công, thì thay vì vậy mình làm ở đây luôn. Nhá, mọi người hiểu cái này chưa? Chị học cái ảnh Tương ơi. Dạ. Em chưa cho ảnh lên hả hay sao? Chị chưa thấy ảnh. Đâu mọi người có thấy không nhỉ? Có. Gì? Vậy chị tắt cuộc Có gọi rồi gọi lại chị ơi. Thoát ra vô lại. Thoát ra vô lại, thoát ra vô lại. Được không chị? Thấy ảnh chưa? Rồi. Thì đây là một cái hình ảnh của mọi người. Thì đây cái hình ảnh này nó được viết sẵn thông tin rồi. Còn nếu mà không được viết thì mọi người thì có thể viết trực tiếp vào đây. Thì mọi người vào đây này, vào phát in test này này. Chọn cái tab này. Đấy. Mọi người chọn cho 5 ô dọc và 5 ô ngang. 2 4 5. 2 4 5. Ok. Thì mọi người thấy cái ô này không? No. Bây giờ mọi người kéo cho nó kín cái ảnh này. Mọi người thấy đây không? Nó kín cái ảnh chưa? Đúng không? Sau đó mọi người vào đây này. Chọn là không màu. Đây. Mọi người có thấy thấy cái đường 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 lưới nhỏ nhỏ này không? Đấy. Thì trong này nếu mọi người không biết về Photoshop ấy thì có thể viết chữ ở đây cũng được. Đây mọi người vào đây in test này, text box này, anh vào đây này. Đấy cũng như là viết vào đây luôn, định chẳng lại đánh tiếng Việt như bình thường thôi, chọn phông như bình thường thôi, vị. Chó mèo chẳng hạn. Đấy. Đây, tô to rồi tô nhỏ hay là phông chữ gì đấy có hết. Đấy. Phông cái này này. Đấy. Nếu mọi người không biết làm thế nào để thêm ảnh vào đây thì có thể dùng cái công cụ này để thêm. Đấy làm sao nó căn ở trong 5 ô chẳng hạn. Đấy. Định vị chó mèo này. Thích màu sắc thì có thể đổi màu ở đây này. Đấy. Cỡ chữ thì nó ở đây này. Nói chung là cái này rất là cơ bản cho hầu như là bất cứ ai thì có thể dùng được. Thì mọi người lưu ý này là cái tất cả nó phải thỏa mãn 2% text. Đấy, ví dụ ở đây này thì mọi người phải bỏ cái định vị chó mèo này, nó ở bên đây này, nó 5 1 2 3 4 5 này. Bởi vì cái ảnh này nó màu trắng nên là mọi người hơi khó nhìn.
Còn nếu cái ảnh khác nó màu khác thì mọi người sẽ nhìn ra được. Thì nó phải nằm thỏa mãn trong 5 ô này thì mới được gọi là thỏa mãn. Thì mọi người có thể viết lên đây cũng được. Đấy. Thì mọi người thỏa mãn 20% text. Đây nhá, đấy, cái ô text này. Đấy. Mọi người hiểu hiểu cái cách làm này không? Ví dụ như cái định vị chó mèo này nó chỉ cần nhảy qua thế này là nó tính là 6 ô rồi này. Kể cả cái dấu này. Thì cái bài quảng cáo của mình là được đánh giá là thấp rồi, kém rồi. Mà nó phân phối sẽ kém. Là chỉ được 6 ô phía dưới thôi đúng không? Không, 5 ô nha anh, 5 ô cho 20%, À 5 5 ô. Không, không phải là ở dưới anh ạ, à. Bất kỳ ở đâu trong này mà 5 ô được. Tại sao có người viết được nhiều? Mà có người thì viết được ít bởi vì viết nhiều mà nó 5 5 trong 5 ô được. Tức là trong 5 ô nha, không không cần thiết là phải ở dưới ở đâu nhá. À, không. Bố đi thế nào trong vòng 5 ô là được. Đấy. Chỗ cái tab này nó hơi khó nhìn thì nó phải đẩy màu lên một xíu cho mọi người nhìn chẳng hạn. Đấy, ví dụ vậy. Đấy. Không phải để đây. Đấy. Thì nếu mà mọi người không mới biết về Photoshop ạ, muốn viết chữ lên đây, viết số điện thoại lên đây á, thì mọi người thể dùng cái này viết luôn được. Đấy. Thích thêm chèn thêm chữ thì lại chèn thêm, to nhỏ thì ở đây có hết công cụ, nói chung là thằng này nó có hết cho mọi người. Đấy. Thêm chữ này, rồi intent này, textbox này, đánh số điện thoại ở đây chẳng hạn. 0977 này, 143671 chẳng hạn. Đấy. Cái chữ này thích bay bổng đổi màu thì ở đây có hết. Xanh đỏ tím vàng như có cả. Đấy. Thì sau khi mọi người làm như vậy muốn lấy được cái ảnh này ra đơn giản thôi. Bây giờ sau khi mà làm xong thì mọi người vứt cái định vị đi. Xong nhiệm vụ của nó rồi. Đấy. Đúng không? Thì nó vẫn bây giờ mình căn đúng được rồi. Bây giờ mình hãy dùng cái phím chụp. Cương cho hỏi cái số số điện thoại để trên đó đó Cương, Vâng. thì mình phải kéo xuống cho dưới 6 ô ở phía Đấy, dưới đúng em minh họa, minh họa. Kiểu như không? À thì nó vẽ đúng minh họa, vâng. Không, không? mày hiểu nhầm chết. Minh họa thôi nhá. Thì miễn là sao là làm trong 6 ô là được. Đây 6 ô như thế nào đây? Đấy, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Đấy, và sau đó kéo cái ảnh của mình nó ra, kéo cái này nó ra đúng cái ảnh của mình là được. Đấy, cách nhanh nhất là kéo to đây này này. Nó đỡ nhầm. Thì nó cùng một cái khung này nó hay đỡ nhầm đấy. Còn cái này là ok, mình vào đây mình chia lưới. Cái này em bị kéo trật một tí rồi. Đấy, mình chia đây này. Đấy, di chuyển cái này lên góc này. Đấy. Kéo nó xuống đáy. Đấy nha. Đấy. Đấy, vào đây, vào Intent. Chọn này. À, đâu nhỉ? Màu sắc đâu nhỉ? Vào tab này. À, mọi người cần đúp chuột vào đấy thôi. Đúp chuột vào đấy là đấy, nó lên đây này. Đấy. Thì bây giờ mọi người thấy cái định vị chó mèo này đang bị trật này. Fix lại. Fix nó lại. Chuyển nó xuống. À. Text box này. Vào text box. Fix nó xuống. Vì bây giờ ở đây nó bị chèn ở trong ô rồi này. Nên mọi người không sửa được. Nên có thể xịt chuyển nó ra. Đấy, thì thấy cái định vị chó mèo nó sáng lên này. Kéo xuống. Đấy. Mọi người hiểu cách sử dụng cái này chưa? Nếu mà dùng xong là mình bỏ luôn được. Bỏ luôn. Còn nếu mà muốn lấy cái hình ảnh này á thì đơn giản chỉ việc dùng cái phần mềm chụp ảnh màn hình ấy. Hoặc trên máy mọi người có cái nút chụp ảnh màn hình, đó là nút đây này. Nút chụp ảnh màn hình thì máy nào cũng có này. P
Ô này giờ rớt mạng à? Alo mọi người. À. À chắc cái này ai gọi bên này ai gọi rớt mạng. Thì để mà lấy à, để mà lấy được cái hình ảnh này á thì mọi người dùng cái phần mềm chụp ảnh màn hình hoặc là dùng cái phím tên màn hình ấy, đây này, P này, RT này, SC này, thì mọi người ấn xong cái hết phím, cái video thôi. Chọn ra nữa. thì mọi người ấn hết cái phím này này thì nó sẽ chụp ảnh màn hình lại cho mọi người. Đấy. Chọn màu đen cho nó dễ nhìn. Đấy. Ví dụ bây giờ ấn xong nhá, ấn một cái này. Anh Nhân à anh? À. Anh Không được. không chia sẻ màn hình. Màu Anh phải đen chia đâu sẻ anh? à? Không phải anh mới gọi lại cuộc gọi ấy. Chưa chưa có thấy chia sẻ màn Anh hình. thoát một phát là cả nhà thoát ra theo ấy. À vâng. Bởi vì anh là người gọi cuộc gọi. Chưa? Mọi người vào thấy màn hình được chưa? Thì cái này là để hướng dẫn mọi người căn tách, còn muốn chụp cái ảnh này ra thì mọi người dùng cái phím này ở trên bàn phím này. Đây ví dụ dùng cho mọi người thấy này. Đấy, ấn một phát đấy thôi, nó không thấy cái gì đâu. Đấy, bây giờ mình ra đây mình sửa này. Mình lấy cái ảnh bất kỳ này mình sửa này. Đó, mình ấn Ctrl V này. Đấy. Đó, mình cắt được cái ảnh này ra. Cái này nó hơi lòng vòng một tí nha, mọi người có thể xem lại video mọi người làm được. Đấy. Ấn Ctrl C chẳng hạn. Đấy, ấn Ctrl A này. Xóa hết này, Ctrl V lại này. Kéo cái này vào đây này. Đấy, thì save lại này, mọi người đã có một bức ảnh mà căn tích đẹp và thích thì ghi nội dung hình ảnh vào đấy. Ok. Mọi người có thắc mắc gì cái chỗ này không? Cái này vừa save lại được này hoặc là lưu thành một bức ảnh khác này. Đấy. Demo này. Đấy. Thì nó sẽ thành một bức ảnh như này này. Chạy quảng cáo tốt.